Hà Thương chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm những thông tin đáng chú ý sau đây. Tấn Trường chưa chắc Văn Lâm qua UAE là bắt chính. Theo như chia sẻ của Tấn Trường, bàn thua anh phải nhận trước Jordan không xuất phát từ một tình huống xuất phạt trực tiếp. Sau một ngày nghỉ ngơi trọn vẹn sau trận giao hữu với Jordan, đội tuyển Việt Nam đã trở lại tập luyện như bình thường vào chiều tối mùng 2 tháng 6. Thủ môn Bùi Tấn Trường là người được chỉ định trả lời truyền thông trước buổi tập này. Chia sẻ về việc Văn Lâm vắng mặt liệu có phải là cơ hội để mình ra sân, Tấn Trường cho biết. Thực sự có Văn Lâm hay không thì Tấn Trường cũng sẽ làm hết sức mình để cố gắng giúp đội trong 3 trận tới đây. Hy vọng cùng đội tuyển Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ lọt vào tới vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Nếu như có Văn Lâm, Tấn Trường cũng phải cạnh tranh, cũng chưa chắc Văn Lâm sang thì sẽ bắt chính. Mình vẫn cạnh tranh được. Tuy nhiên nếu có Văn Lâm thì mình sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa, không có thì mình cũng sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Lúc này mình chưa biết ai sẽ bắt chính trong giải đầu tới đây. Nếu được trao cơ hội thì họ sẽ cố gắng hết sức mình, hỗ trợ đồng đội và hoàn thành mục tiêu mà ban huấn luyện giao cho. Tôi sẽ luôn cố gắng hết sức mình, tự tin là điều đương nhiên. Huấn luyện viên giao cho ai thì người đó sẽ làm tốt nhiệm vụ thôi. Trận đấu với Jordan tôi thi đấu được 45 phút, bàn thua không phải xuất phát từ tình huống đá phạt, không phải như vậy. Đó là tình huống phản công của đội Jordan và họ đã có được bàn thắng sau pha bóng đó. Tấn Trường đã tiết lộ như vậy về nguyên nhân thua bàn trong trận đấu giao hữu với Jordan. Tấn Trường trả lời về việc mới đây AFC chia sẻ lại những sai lầm của mình khi còn khoác áo Bình Dương. Tôi nghĩ mình tự tin nhất ở khả năng chỉ huy hàng phòng ngự tốt. Việc tôi sai lầm trong quá khứ, tôi không quan tâm, chỉ quan tâm đến hiện tại. Quan trọng là ở 3 trận đấu tới đây, mình sẽ làm gì để giúp đội tuyển Việt Nam lọt vào vòng trong. Bây giờ nói trước điều gì cũng không hay, mong mọi người hãy cố gắng xem mình thể hiện, hãy tin vào tôi, tôi sẽ làm cho khán giả tin mình. Chia sẻ về tình hình hiện tại của đội tuyển Việt Nam tấn trường cho hay. Hiện tại tinh thần toàn đội rất tốt, khá hưng phấn, sẵn sàng chuẩn bị tốt nhất cho những trận đấu với Indonesia với kết quả tốt nhất, điều kiện ăn uống cũng như thời tiết gần như toàn đội đã quen rồi, thức ăn đã được nấu theo vị Việt Nam nên không gặp khó khăn gì nhiều. Sẽ thế nào nếu Văn Hậu tái ngộ Evan Dimas? Văn Hậu và Evan Dimas đã bình phục chấn thương và sẵn sàng gặp nhau trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Indonesia vào ngày 7 tháng 6 tới. Cho đến thời điểm này, một bộ phận không nhỏ truyền thông và người hâm mộ Indonesia vẫn tỏ ra cay cú khi nhắc đến Văn Hậu. Lý do là bởi tại trận chung kết SEA Games 2019 ở Philippines, Văn Hậu đã khiến cầu thủ chủ lực của Indonesia là Evan Dimas phải rời sân vì chấn thương nặng. Đó cũng là bước ngoặt dẫn đến thất bại 0-3 của U22 Indonesia trước U22 Việt Nam. Sau trận đấu, dù Văn Hậu đã tiến đến xin lỗi Evan Dimas, nhưng điều đó là chưa đủ để giới mộ điệu cực đoan ở xứ vạn đảo buông tha cho Văn Hậu. Cũng chính vì thế, trong bối cảnh cả hai đã bình phục chấn thương và sẵn sàng cho trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia vào ngày 7 tháng 6, cuộc đối đầu giữa Văn Hậu và Dimas ở hai chiến tuyến sẽ trở nên rất đáng chú ý. Trong thời gian qua, truyền thông của hai nước cũng rông rã nhắc đến chuyện xưa cũng như đề cập đến sự chuẩn bị của hai cầu thủ này. Mới đây ở trận giao hữu giữa Việt Nam và Jordan, Văn Hậu đã chơi 45 phút. Anh đang từng bước bình phục để sẵn sàng cho trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra từ ngày 7 tháng 6. Trong khi đó nửa năm sau kể từ khi bị gãy chân, Evan Dimas tái xuất sân cỏ. Huấn luyện viên Shin yong coi anh như một quân bài quan trọng để kéo các cầu thủ trẻ của Indonesia trong giai đoạn hiện nay. Chính Evan Dimas cũng bày tỏ niềm tin vào tài cầm quân của huấn luyện viên Hàn Quốc. Anh nói rằng, huấn luyện viên Shin Tae-yong đã đưa Hàn Quốc đến những kết quả tuyệt vời, vì vậy thật vinh dự khi được ông ấy huấn luyện. Tôi sẽ nỗ lực hết mình trong việc tập luyện và trên sân dưới sự hướng dẫn của ông ấy. Dimas là niềm tự hào của đội nhà trong chiến dịch quân cấp lần này. Trong thất bại 1-3 trước Oman cách đây một ngày, Dimas tỏa sáng trong lối chơi chung của Indonesia. Sự kết hợp của thần đồng Indonesia với Kadek Agung, Siarian Abimanyu, Adam Alice ở tuyến tiền vệ Chơi phía sau bộ đôi tiền đạo là Egi Maulana và Kusigia Yudo đã tạo nên một thế trận mạch lạc cho Indonesia trước Panama. Bên cạnh đó, những thần đồng của bóng đá Indonesia gồm Dimas và Egi đã và đang tìm được mạch liên lạc ăn ý trên sân cỏ. Ở một diễn biến khác liên quan đến Indonesia, liên đoàn bóng đá Indonesia PSSI đã gửi thư yêu cầu không phát sóng các trận giao hữu của đội tuyển Indonesia ở Dubai vì sợ lộ bài trước khi bước vào loạt trận quyết định ở bảng G vòng loại World Cup 2022. Hiện tại mục tiêu mà Indonesia đang hướng tới là đứng vị trí thứ ba chung cuộc ở vòng bảng, qua đó giành vé góp mặt ở vòng loại thứ 3 của Asian Cup 2023. Để thực hiện được mục tiêu này, huấn luyện viên Shin Tae-yong đã để các cầu thủ Indonesia tập luyện trong bí mật và mọi thông tin về lối chơi chiến thuật của họ cũng được bảo mật. Khi Indonesia đến UAE và có hai trận giao hữu với Afghanistan ngày 25 tháng 5, Oman ngày 29 tháng 5 thì PSSI cũng gửi thư yêu cầu các phía đối thủ không cho phép truyền hình trực tiếp các trận đấu. Đội tuyển quốc gia Thái Lan nhận lời cảnh báo trước cuộc đối đầu Indonesia. Witaya Lawhakul, cựu chủ tịch bộ phận phát triển kỹ thuật của đội tuyển quốc gia Thái Lan đã lên tiếng cảnh báo các cầu thủ trước cuộc đụng độ với Indonesia. Tối ngày 3 tháng 6, đội tuyển quốc gia Thái Lan sẽ chính thức trở lại với cuộc đua giành tấm vé tham dự vòng loại World Cup 2022. Thầy chó luyện viên Akira Nishino sẽ đối đầu với đội bóng đang đứng cuối bảng là Indonesia. Mặc dù đã chắc chắn bị loại khi không có được điểm nào sau năm vòng đấu đầu tiên, tuy nhiên Indonesia vẫn đang rất quyết tâm có được chiến thắng trước những chú voi chiến. Mới đây, Heng Sang Wittaya Lauhakun đã cho rằng đội tuyển quốc gia Thái Lan cần thận trọng khi đối đầu với Indonesia. Hãy nhìn vào hệ thống các phương pháp chúng ta đang không chơi tốt hơn indonesia là mấy bây giờ đội tuyển quốc gia thái lan tốt như thế nào đầy đủ lực lượng từ những trận giao hữu có thể thấy đội tuyển thái lan đã để thua trong khoảng thời gian cuối trận các cầu thủ của đội tuyển quốc gia thái lan sẽ trả lời được những câu hỏi mà akira nishino đặt ra có làm được việc hay không tôi có thể nói với bạn rằng chắc chắn không dễ dàng trong trận đấu này đặc biệt cánh phải của indonesia rất nhanh và họ cũng có những pha phản công tốt phải hết sức cẩn thận nếu trận này không thắng tôi có thể nói với các bạn rằng hai trận còn lại gần như là còn quan trọng sau cuộc đối đầu với Indonesia, đội tuyển quốc gia Thái Lan sẽ còn phải chạm trán với đội chủ nhà các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và sau đó là một đại diện khác của Đông Nam Á là Malaysia. Hiện tại Thái Lan đang có được 8 điểm sau 5 trận đấu và kém đội đầu bảng Việt Nam tới 3 điểm. Nếu giành chiến thắng trước Indonesia, Thái Lan sẽ san bằng cách biệt với Việt Nam khi Công Phượng và các đồng đội không thi đấu ở lượt trận này. Đội tuyển Malaysia hào hứng trước sự xuất hiện của sao châu Âu. Sự xuất hiện của hậu vệ Dieng Kus trong đội hình của đội tuyển Malaysia mang đến nhiều tín hiệu tích cực cho đội bóng này trước trận đấu đầu tiên. Hậu vệ Dian Kuns đã hội quân cùng đội tuyển Malaysia để sẵn sàng cho những trận đấu trước mắt của đội bóng này ở chiến dịch bảng G vòng loại World Cup. Chưa biết sự xuất hiện của cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu này có thể tác động như thế nào tới chất lượng chuyên môn của đội tuyển Malaysia, nhưng Dian Kuns mang đến nhiều tín hiệu đáng mừng về mặt tinh thần cho hổ Malay. Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe không giấu sự hài lòng cũng như sự tự tin khi nhắc đến học trò 25 tuổi. Cô là phương án bổ sung chất lượng của cả đội, cậu ấy thi đấu rất đa năng, từ hậu vệ biên, trung vệ cho tới tiền vệ và quan trọng hơn, kinh nghiệm của Kun sẽ phát huy hiệu quả ở những trận đấu tới. Với việc chỉ có vài ngày ít ỏi chuẩn bị trước trận đấu của đội tuyển, huấn luyện viên Tan đã thiết kế những bài tập riêng để giúp Dean Kun sớm hòa nhập với đội bóng mới. Huấn luyện viên Tan cho hay, tôi đã giao cho cậu ấy một số bài tập riêng thông qua video cũng như những chỉ dẫn chiến thuật để cậu ấy bắt nhịp với đồng đội. Không dễ để bất cứ cầu thủ nào ngay lập tức thích nghi với môi trường mới, nhưng với một người có tư duy chiến thuật tốt như Kunz, tôi tin rằng hậu vệ này sẽ sớm bắt nhịp với đồng đội. Không chỉ có huấn luyện viên hài lòng với sự bổ sung từ trời Âu, những đồng đội của hậu vệ 25 tuổi cũng rất hào hứng được chơi bóng bên cạnh một người từng dự UEFA Champions League. Thủ môn Farizan Malias đã chia sẻ rằng, có một cầu thủ tầm cỡ như Dean Kunz trong đội hình sẽ giúp tăng thêm đáng kể sức mạnh nơi hàng phòng ngự của đội tuyển Malaysia những trận đấu tới. Thủ môn 35 tuổi cho hay, Điền là cầu thủ xuất sắc, cậu ấy từng dự Champions League và tôi tin rằng Điền sẽ trở thành nhân tố quan trọng của đội tuyển. Ở hai trận đấu gần nhất, chúng tôi phòng ngự thiếu tập trung và cả đội đang cố gắng khắc phục hạn chế này. Trận đấu đầu tiên của đội tuyển Malaysia là trận gặp UAE ngày 3 tháng 6 tại sân vận động Jabel, Dubai, UAE. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh Bóng Đá 365. Mọi ý kiến đóng góp mời các bạn để lại thông qua phần bình luận bên dưới để đội ngũ của chúng mình có thể kịp thời trả lời nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ kênh Bóng Đá 365 nhé.